nhiều. Ngày nay yên răng là hào rứa đó. Nhưng mà da thằng ấy cái thằng kia. Trắng cái gì? Nhưng da thằng ấy bóng mà con bé nó dài. Mặt con mặt không. Không có thế đúng không? Đưa vô tới cái khúc đó mình bắt đầu mình đánh rén cái móng mình liền. Thay đồ chứ? Tự nhiên giờ đồ có đâu thay đồ? Dưới nó có kìa. Đồ cũ, quên ai mặc đồ của ai biết của ai? Không, đồ mới luôn á. Ừ, đồ mới luôn lấy bộ. Chị xuống lấy măng luôn. Tao thay đồ của chị đâu chị lấy. Đường cái tiệm. Của tiệm đi lên. Tự nhiên bỏ mấy bộ này ủng hề. À, những bộ ngon hề. Đẹp nữa. Không có vấn đề gì thôi. Đi qua cho lấy mặt kia. Na không mặc đồ này được à? Na có một bộ này chứ mấy. Ý là nhưng mà đồ kia đồ này mát hơn. Đồ kia vải dài. Nhưng mà cái này nhìn cái vải này không bạc này chứ cái này không bạc. Mình thích đi. Mà làm đẹp á chứ. Trời nghĩ đang dư sức vậy. Mở mấy cái luôn chứ. Nội tao chết rồi mày. Học khóa nó mấy vậy? Mấy chục? 15 rồi đó. Cũng giảm rồi đó. Học lâu thì mới đó. Học lâu cái nó nói chung do mình như một người đó.